thứ 61. Triệu Vân chặn sông rằng lại A Đầu, Tôn Quyền đưa thư đánh lui Tào men Bàng Thống, Pháp Chính hai người khuyên mãi Huyền Đức giết Lưu Trương ở ngay trong tiệc thì chỉ vẫy tay là lấy ngay được Tây Xuyên. Huyền Đức nhất định không nghe. Hôm sau hai người lại cùng nhau ăn tiệc ở trong thành, chuyện trò đàm thắm. Tiệc đến nửa chừng Bàng thống bàn với Pháp chính rằng Việc đã đến thế này không thể để cho chúa công định đoạt được. Bèn sai ngụy Diên lên thèm mua gươm, thừa cơ giết Lưu Trương. Diên vâng lệnh, rút gươm bước lên thèm nói rằng Trong tiệc không có gì làm vui, tôi xin mua gươm để góp vui. Bàng thống lại gọi võ sĩ đứng cả dưới thèm để giúp sức cho ngụy Diên các tướng của lưu trương thấy ngụy diên múa gươm và các võ sĩ mắt cứ nhìn chòng chọc, chọc lên nhà trên trường nhiệm cũng rút gươm ra nói rằng múa gươm phải có hai người đối nhau mới vui tôi xin cùng múa với ngụy tướng quân ngụy diên đưa mắt cho lưu phong phong cũng rút gươm ra múa lưu hội linh bao đặng hiền đều rút gươm kéo ủa ra nói chúng tôi xin múa cả một lượt để góp phần vui huyền đức thất kinh vội vàng giật thanh gươm của một tên đính hầu đứng lên nói anh em ta hội họp uống rượu không có gì ngờ vực nhau cả đây lại không phải là hội hồng môn can gì mà phải múa gươm nếu ai không bỏ gươm đi thì ta chém lưu trương cũng mắng rằng anh em ta họp với nhau hà tất phải đeo gươm bèn bắt quân hầu bò cả hươm. Chúng thấy vậy, ùa nhau kéo xuống hết. Huyền Đức lại gọi lên cho mỗi người cốc rượu và nói rằng, Anh em ta là máu mổ trong một họ với nhau, cùng bàn việc lớn, không bụng dạ nào. Các người chớ có ngờ vực. Các tướng lại tạ Lưu Trương cầm lấy tay Huyền Đức khóc mà nói, Em không bao giờ quên ơn anh được. Hai người uống rượu vui vẻ mãi đến tận chiều mới tan tiệc. Huyền Đức về trại trách bảng thống rằng Sao các ông lại đẩy tôi tới chỗ mang tiếng bất nghĩa? Từ giày không được thế nữa nhé. Thống than thở lui ra. Lưu Trương về đến trại. Bọn Lưu Hội nói Chúa Công có biết quang cảnh trong ngày hôm nay không? Bất nhược về ngay cho sớm, chờ ở đây nữa mà sinh vạ Lưu Trường nói Anh ta là Lưu Huyền Đức Chứ có phải như người khác đâu Các tướng nói Huyền Đức tuy không bụng dạ nào Nhưng bọn thù hạ của y Ai cũng muốn nuốt ngay tay thuộc Để cầu lấy phú quý Trường nói Các người không nên chia rẽ anh em ta Và nhất định không nghe Cứ ngày ngày Cùng với Huyền Đức uống rượu Trò chuyện vui vẻ chợt có tin báo Trương Lỗ sắp sửa binh mã xâm phạm vào cửa Hà Manh. Trương mời Huyền Đức ra chống cự. Huyền Đức vui vẻ vâng lời. Ngày hôm ấy dẫn quân bản bộ ra cửa ải Hà Manh. Các tướng khuyên Lưu Trương nên sai đại tướng giữ vững các cửa ải, đề phòng Huyền Đức có gây biến gì không. Trương trước còn không nghe, sau vì mọi người nói mãi, mới sai đô đốc ở Bạch Thủy là Cao Bái, Dương Hoài, giữ vững cửa ải Phù Thủy. Còn mình thì trở về thành đô. Huyền Đức đến Hà Manh. Quân lệnh nghiêm minh, làm những điều ân huệ với dân để thu phục lòng người. Có người báo tin ấy sang Đông Ngô. Tôn quyền hội cả văn võ lại bàn bạc. Cô ông nói, Lưu Bị đem quân viễn trình xông vào nơi núi non hiểm trở, chưa dễ đã về được chúa công sao không sai một đạo quân chặn lớp cửa vào xuyên cắt đứt đường y về rồi đem hết cả quân đông ngô đánh lấy lại kinh tương có được không đó là một cơ hội rất tốt không nên bỏ lỡ quyền nói mẹo ấy phải lắm đang bàn bạc bỗng một người ở sau bình phong bước ra thét mắng đứa nào bày ra cái ấy thế nên chém đi định hại con bà hay sao Chúng giật mình trông xem ai Thì là Ngô Quốc Thái Quốc Thái giận lắm Nói Cả đời ta chỉ được một con gái Gả cho Lưu Bị Này bọn người động binh Thì tính mạng con ta sẽ ra thế nào Nhân thể lại mắng cả tôn quyền Mày thừa kế cơ nghiệp của cha anh Thống lĩnh 81 châu quận Còn chưa vừa ý Lại muốn vì một chút lợi nhỏ Mà bỏ tình anh em hay sao tôn quyền vâng dạ liên hồi rồi đáp rằng mẹ đã dạy thế còn đâu dám trái lời liền quát các quan lui ra hết tôn quyền đứng dưới hiên ngẫm nghĩ cơ hội này mà bỏ đi thì kinh tương bao giờ mới lấy lại được chứ còn đang phân vân thì trương chiêu vào nói chúa công lo nghĩ việc gì thế tôn quyền nói chính là việc bàn bạc lúc nãy. Chiều nói, việc ấy rất dễ, nên sai một tướng tâm phúc đem độ 500 quân lẻn vào Kinh Châu, đưa một phong mật thư cho quận chúa, nói dối là quốc thái ở nhà mệt nặng, muốn trông thấy mặt con gái, mang quận chúa về ngay Đông Ngô, huyền Đức chỉ có một con, bảo đem cả về nhân thể. Bây giờ tất huyền Đức phải đem Kinh Châu đổi lấy A đầu, nếu không nghe ta sẽ dí binh Thì chẳng còn ngại gì nữa Quyền nói Kế ấy hay lắm Ta có một tướng tên là Chu Thiện Rất can đảm Từ thuở nhỏ theo với anh ta Trèo tường vượt cổng thực tài Nay sai đi việc này hẳn được đây Chiều nói Xin đừng tiết lộ Bảo y lên đường ngay thôi Tôn Quyền lập tức sai Chu Thiện Dẫn 500 quân Ăn mặc giả làm lái buôn chia làm năm thuyền, lại làm sẵn giấy thông hành, phòng khi có người hỏi đến. Trong thuyền chứa giấu nhiều đồ khí giới. Chu Thiện vâng lệnh, đi đường thủy sang Kinh Châu. Đến nơi thuyền ghé cạnh bờ, Thiện lẻn vào thành, sai lính canh cửa báo tin cho tôn phu nhân biết. Phu nhân gọi vào, Thiện trình thư lên. Phu nhân thấy nói quốc thái ốm nặng, ứa nước mắt hỏi. Chu Thiện lại bẩm quốc thái mệt lắm ngày đêm chỉ mong mỏi phu nhân nếu phu nhân về chậm thì mẹ con khó được trông thấy mặt nhau quốc thái lại muốn xem mặt a đầu xin phu nhân đem về nhân thể phu nhân nói hoàng thúc mang quân đi đánh xe nay ta muốn về cần phải báo cho quân sư biết mới được chú thiện nói nếu quân sư bảo cần phải báo tin cho hoàng thúc đợi lệnh trả lời rồi mới xuống thuyền thì làm thế nào? Phu nhân nói, nếu cứ tự tiện ra đi, chắc sẽ bị cản trở. Chú Thiện nói, ở ngoài sông đã chuẩn bị thuyền bè đâu đấy cả rồi. Chỉ còn việc mời phu nhân lên xe ra khỏi thành mà thôi. Phu nhân nghe tin mẹ mệt nặng, ruột nóng bồn chồn liền ấm a đầu bảy tuổi lên xe và ba mươi người đi theo người nào người nấy đao gươm lên ngựa rời kinh châu ra bờ sông xuống thuyền người trong cung điện định đi báo thì phu nhân đã tới chấn xa đầu rồi chủ thiện sắp sửa bơi thuyền đi bỗng thấy ở trên bờ có người gọi to xin đừng chờ thuyền đi vội thông thả cho tôi xuống tiễn phu nhân đã người gọi đó là triệu vân đi tuần về được tin ấy giật nảy mình vội vàng đem bốn năm đầy tớ chạy như gió men bờ sông đuổi theo bây giờ chu thiện cầm giáo dài quát to lên rằng người là ai mà dám đến đây cản trở chúa mẫu nói thế rồi sai quân sĩ nhổ neo cả một lượt đồ khí giới sắp bảy ra la liệt trên thuyền gió thuận nước xuôi thuyền lướt vùn vụt giữa dòng sông vân cứ chạy theo dọc bờ sông vừa chạy vừa gọi rằng phu nhân muốn đi thì đi tôi chỉ xin bảo một câu mà thôi chu thiện làm lơ thúc thuyền đi miết vân chạy theo được hơn mười dặm chợt thấy trong lạch sông có chiếc thuyền đánh cá buộc cạnh bờ vân liền bỏ ngựa cầm giáo nhảy lên thuyền chỉ có hai người chờ theo thuyền phu nhân ngồi mà đuổi chu thiện sai quân bắn tin vân lấy giáo gạt tên rơi lả tả xuống nước. Còn cách nhau độ hơn một trường, quân ngô phóng giáo đâm loạn xạ sang thuyền Triệu Vân. Vân bỏ giáo, rút gươm thanh công, chém bạt cả giáo, rồi nhảy tót một cái sang ngay thuyền lớn. Quân ngô rụng rời hết vía, ngã lăn tùm cả xuống sông. Vân vào trong khoang thuyền, thấy phu nhân đang ngồi ôm a đầu. Phu nhân quát mắng rằng, Ngươi là ai mà dám vô lễ thế? Vân cải gươm vào vỏ, vâng vâng dạ dạ, nói. Chú Mẫu đi đâu? Sao không nói cho quân sư được biết? Phu nhân nói, mẹ ta ốm nặng, ta phải vội về, nên không kịp báo đó. Vân nói, chú Mẫu về thăm bệnh, cứ sao lại mang cả tiểu chủ nhân đi? Phu nhân nói, à đâu là con ta, để lại ở Kinh Châu không có người coi sóc. Vân nói, Chúa mẫu nghĩ thế sai rồi. Chúa Công chỉ vẹn vẹn có một giọt máu này. Tôi một mình xông pha trong đám quân trăm vạn ở trường bản mới cứu được ra. nay chú Mẫu lại mang cả đi. Thế là nghĩa lý gì? Phu nhân giận nói. Người chẳng qua là một tên võ sĩ dưới trướng. Quản thế nào được việc nhà ta? Vân nói. Phu nhân muốn đi thì đi nhưng phải để tiểu chủ nhân ở lại mới được. Phu nhân thét rằng, Người đang nửa đường vào thuyền ta, định làm phản có phải không? Vân nói, Phu nhân mà không để tiểu chủ nhân ở lại, thì dẫu chết tôi cũng không dám để cho phu nhân đi. Phu nhân quát sai thị tỳ súng vào, lôi xé triệu Vân. Vân đẩy đám thị tỳ người nào người ấy ngã rúi cả xuống, rồi sấn vào tận chỗ phu nhân rằng lấy A đầu, ôm ra đứng đầu thuyền. Vân muốn ghé vào bờ, nhưng không có ai giúp. Muốn hành hung lại sợ không hợp lý, tiến thoái lưỡng nan. Phu nhân quát thị tỳ súng vào mà rằng A đầu ra. Vân một tay ôm chặt lấy A đầu, một tay cầm lăm lăm thanh gươm, không ai dám đến gần. Chủ thiện ở phía sau ra sức giữ vững tay lái cho thuyền chạy thật mau. Gió thuận nước xuôi thuyền lướt vùn vụt như tên. Vân chỉ có một mình, không thể ghé được thuyền vào bờ. Bỗng nhiên ở dưới hạ lưu, có độ 10 chiếc thuyền gióng hàng bơi tới. Chúng đánh vang lừng, cờ bay phấp phới. Vân nghĩ bụng, chuyện này mắc phải mẹo đông ngô rồi. Liền nhìn sang đầu thuyền, thấy một tướng cầm ngọn mâu, gọi to. Tàu tàu, phải để cháu nhỏ lại đây nguyên trương phi đang đi tuần nghe thấy tin đó vội vàng đến cửa sông du giang vừa gặp thuyền đông ngô liền chặn ngay lại trương phi rút gươm nhảy vọt sang thuyền chu thiện cầm đao đón đánh phi chém ngay một nhát ngã gục rồi xách đầu chu thiện ném vào chỗ phu nhân ngồi phu nhân giật mình nói thúc thúc sao dám vô lễ thế trương phi nói Tàu tàu không coi anh tôi là trọng Dám tự tiện mang cháu về Đó mới là vô lễ Phu nhân nói Mẹ ta mệt nặng gần chết Nếu đợi anh chú trả lời Thì hỏng mất việc ta Nhược bằng chú không cho ta về Ta tình nguyện đâm đầu xuống sông Mà chết cho rảnh Trương Phi bàn với Triệu Vân rằng Nếu cố bức bách cho phu nhân Phải phẫn trí Thì chúng ta cũng không phải đạo hạ thần chỉ bằng đưa a đầu về là xong rồi nói với phu nhân rằng chị ơi anh tôi là hoàng thúc nhà hán cũng không nhục gì danh giá của chị chị nay về thăm bệnh mẹ nếu còn nhớ đến ân nghĩa anh tôi thì xin chị mau trở về nhé nói đoạn trương phi ôm lấy a đầu sang thuyền mình cùng với tử long trở về còn năm chiếc thuyền của phu nhân thì mặc ý cho đi Người sau có thơ khen Tử Long rằng Năm xưa cứu chúa ở Đương Dương Nay lại liều thân chặn đại giang Thuyền ngô tướng sĩ bay hồn vía Tử Long anh dũng tiếng đồn vang Lại có thơ khen Trương Phi rằng Hổ giống bên cầu tiếng khét dinh Quân tàu trăm vạn rụng rời kinh Buổi nay phỏ chúa trên sông cả Danh tiếng nghìn thu để sử xanh hai người mừng rỡ quay thuyền đi chưa được vài dặm thì gặp đội thuyền lớn của khổng minh đến tiếp ứng khổng minh thấy đã cướp được a đầu về mừng lắm bèn lên cả bộ cưỡi ngựa đi về khổng minh viết thư gửi đến cửa ải hà manh báo tin cho huyền đức biết tôn phu nhân về đến ngô thuật lại đầu đuôi việc triệu vân trương phi chặn đường giết mất chu thiện và cướp lại a đầu Tôn Quyền nổi giận nói: "Em ta đã về đây rồi, không thân gì với bên kia nữa. Thù giết Chu Thiện này phải báo mới xong." Liền hội cả văn võ lại, bàn việc cất quân đánh Kinh Châu. Chợt có người vào báo rằng, Tào Tháo đem 40 vạn đại quân đến đánh báo thù trận Xích Bích mới rồi. Tôn Quyền nghe tin giật mình, gác việc Kinh Châu lại và bàn kế chống nhau với Tào Tháo giữa khi đó lại được tin quan trưởng sử là trương hoành mứt có viết lại một phong thư sai người đem trình tôn quyền tôn quyền mở thư ra xem trong thư viết sông núi ở mặt lăng có khí đế vương xin chúa công rời đô ra đó để gây dựng cơ nghiệp muôn đời quyền xem xong khóc lớn nói với các quan rằng trường tử cương khuyên ta rời đô ta nỡ nào chẳng nghe lời lập tức sai sửa sang đất kiến nghiệp xây đắp thành thạch đầu. Lạ Mông nói, quân tàu kéo đến, nên đắp ủ ở cửa nhu tu để phòng giữ. Các tướng đều nói, lên bờ đánh giặc rồi rút xuống thuyền, cần gì phải đắp thành. Mông nói, việc dùng binh có thế lợi thì đánh đâu được đấy. Nếu gặp địch, hai bên giáp chiến thì nước cũng không kịp uống, còn nói gì đến xuống thuyền. Quyền nói, người không lo xa, ắt vả tới gần. Ý kiến của tử minh hay lắm đấy. Liền sai vài vạn quân, tác bộ nhu tu, làm không kể ngày đêm, xong đúng kỳ hạn. Nói về Tào Tháo ở Hứa Đô, mỗi ngày một hống hách thêm. Quan trường sử là Đồng Chiêu thưa rằng, Từ xưa đến nay, chưa thấy bậc nhân thần nào công to bằng thừa tướng. Dẫu đến chu công lã vọng cũng theo chưa kịp, trải gió gội mưa hơn ba mươi năm trời quét sạch bao kẻ hung bạo, trừ hại cho nhân dân, đem lại được cơ đồ nhà Hán. Sao lại chịu đứng trong hàng ngũ bảy tôi? Thừa tướng xứng đáng tiến chức lên làm ngụy công, phong thêm lễ cửu tích để biểu dương công đức. Trần Úc nói rằng không nên. Thừa tướng có cất nghĩa binh là cốt để giúp nhà Hán nên giữ đạo trung trinh, giữ lòng khiêm nhượng mới phải. Quân tử yêu người phải khuyên lấy điều đức, làm thế không được. Tháo nghe xong, tái mặt lại. Đồng Chiêu nói, sao lại vì một người mà để mọi người thất vọng? Liền dâng biểu, tôn tào Tháo lên làm ngụy công, phong thêm lễ cửu tích. Tuần Úc than rằng, Ta không ngờ ngày nay lại nhìn thấy việc thế này. Tháo nghe câu ấy, cho Úc là không có ý giúp mình. Tháng 10, năm Kiến An, thứ 17, Tháo kết quân sang đánh Đông Ngô, mang theo cả Tuân Úc. Úc biết Tháo muốn giết mình, liền cáo bệnh, nghỉ lại ở Thọ Xuân. Một hôm, Tháo sai người đem cho Tuân Úc một hộp đồ ăn. Trên hộp có chữ Tháo viết, phong lại tử tế. Úc mở hộp ra, không thấy có gì cả. Úc biết ý, bèn uống thuốc độc tự tử. Bây giờ đã 50 tuổi. Người sau có thơ than rằng, Văn nhược tài hoa, nức tiếng cao, Tiếc thay lỡ bước cửa quyền hào, Suối vàng hồ mặt nhìn vua hán, Đọ với lưu hầu, dạ được sao? Còn Tuân Úc là Tuân Uẩn, Đưa thư báo tin buồn cho Tào Tháo tháo hối hận quá sai làm ma to lại đặt tên thụy là kinh hầu lại nói đại quân của tào tháo kéo đến nhu tu tháo sai tào hồng dẫn ba vạn quân thiết xếp đi trước do thám hồng đến bờ sông rồi trở về báo rằng mẹ bên kia sông cả một dặng dài chỉ thấy tinh kỳ nhan nhàn nhưng không biết quân sĩ của họ đóng ở chỗ nào tháo không yên tâm dẫn quân tiến đến hàng cửa sông Nhu Tu, dàn thành thế trận, rồi dẫn hơn trăm thủ hạ lên sườn núi dòm sang bên kia. Thấy chiến thuyền chia ra từng đội, hàng ngũ chỉnh tề, cờ thì chia làm năm sắc, khí giới sáng choang. Tôn Quyền ngồi trên chiếc thuyền to ở giữa, che một đôi tán, vóc xanh, hai bên văn võ đứng hầu, tháo trỏ roi, nói. Để con nên được như tôn trọng mưu. chứ như con lưu cảnh thăng thì chỉ là đổ chó lợn mà thôi. Bỗng đầu tiếng ầm ầm nổi dậy. Thuyền ngô ào ào kéo cả lên. Trong ụ đất có toán quân đổ ra đánh. Quân tàu ù té chảy cả, không sao ngăn lại được. Chợt lại có hơn một trăm kỵ mã sấn đến tận chân núi. Một tướng cưỡi ngựa đi đầu, mắc biếc, dâu đỏ. Chúng trông ra thì chính là tôn quyền. Quyền dẫn một đội quân đến đánh Tào Tháo. Tháo thất kinh, vội vàng quay ngựa về. Thì đại tướng Đông Ngô là Hàn Đương, Chu Thái, xung ra đuổi theo. Hứa trừ ở sau lưng Tào Tháo, múa đao ra định hai tướng. Tháo chạy thoát được về chạy. Trừ đánh nhau với hai tướng, vài ba mươi hiệp, rồi cũng về nốt. Tháo về chạy, trọng thưởng cho hứa trừ và trách các tướng rằng. Vừa gặp địch đã bỏ chạy trước, làm mất cả nhuệ khí của ta. Từ dày còn như thế nữa thì ta chém cả đó. Cành hai đêm hôm ấy, ngoài chạy tiếng hò reo rầm trời. Tháo vội vàng lên ngựa, thì bốn mặt lửa cháy đùng đùng. Quân ngô đã xông vào cướp trại lớn rồi. Hai bên đánh nhau mãi đến sáng, quân tàu phải lùi 50 dặm đóng chạy. Tháo buồn bực, giờ quyển binh thư ra xem. Trình dục vào bầm rằng, Thừa tướng giỏi binh pháp, há không biết việc dùng binh cốt phải nhanh chóng hay sao? Thừa tướng chuyến này cất quân dây dưa ngày tháng để cho tôn quyền biết mà phòng bị trước, đắp được ụ ở cửa sông Nhu Tu. Ta khó lòng đánh được, chỉ bằng rút quân về Khơ Đô sẽ tìm kế khác vậy. Tháo không trả lời. Dục lui ra, Tháo ngả mình xuống nằm nghĩ. Chợt nghe tiếng thủy triều reo ầm như muôn ngàn con ngựa đua nhau phi chạy. Trông ra xem, thấy dưới sông có vầng mặt trời đỏ chói, ánh sáng loá cả mắt. Ngẩng đầu lên trên trời, lại thấy có hai vầng mặt trời nữa đối chiếu nhau. Bỗng nhiên, mặt trời dưới dòng sông bay vút lên, rồi xa xuống núi trước chạy, nổ âm một tiếng như sét. Tháo giật mình tỉnh dậy. Té ra là giấc chiêm bao. Lúc ấy, đến chỗ sườn núi có mặt trời xa trong giấc mơ xem ra làm sao tháo vừa đến đang mải ngâm nghía thì thấy một toán quân mã tướng đi đầu đội mũ vàng mặc giáp vàng chính là tôn quyền quyền thấy tháo đến bình tĩnh dừng ngựa lại dơ roi trò bảo tào tháo thừa tướng chấn giữ trung nguyên phú quý tưởng đến thế là cùng cớ sao lòng tham không đáy lại muốn xâm phạm giang nam tôi tháo đáp phận ngươi là tôi con không biết tôn kính nhà vua ta phụng mệnh thiên tử đến đây hỏi tội ngươi đó quyền cười nói nói thế mà không biết ngượng mặt à thiên hạ ai không biết ngươi mượn tiếng thiên tử để sai bảo chư hầu ta đây không phải là không biết tôn kính nhà hán thực là muốn đánh ngươi để giúp cho hán đó tháo giận lắm quát các tướng lên núi bắt tôn quyền Bỗng nhiên có tiếng trống nổi. Hai toán quân ở sau núi đổ ra. Bên hữu có Hàn Đương, Chu Thái. Bên tả có Trần Vũ, Phan Trương. Bốn tướng dẫn ba ngàn quân cung nỏ. Tiến bắn ra như mưa. Thao vội vàng dẫn các tướng chạy về. Bốn tướng đuổi theo giết lắm. Mày có hứa chữ dẫn một đội quân hộ vệ ra đánh chặn, cứu được Tào Tháo. Quân ngô thắng trận kéo về nhu tu tháo về đến chạy, tự nghĩ. Tôn Quyền không phải là người tầm thường, ứng với mặt trời đỏ trong giấc mộng. Sau này, ắt làm đến đế vương. Bởi thế, có ý muốn rút quân về. Nhưng lại sợ đông ngô chê cười, chưa định tiến thoái bề nào. Hai bên lại chọi nhau hơn một tháng, đánh mấy trận khi được khi thua. Qua sang tháng riêng, mưa xuân tầm tã, ngoài lạch đầy nước, quân sĩ ở trên đám bùn lầy, vô cùng khổ sở. Tháo lo lắm, hội các tướng lại bàn bạc. Người thì khuyên rút quân về, kẻ thì nói rằng nên nhân lúc mùa xuân ấm áp, cứ đánh dụ. Tháo trong bụng phân vân, chợt có sứ giả đông ngô đưa thư đến. Tháo mở thư ra xem, đã ý viết. Tôi với thừa tướng cùng là bầy tôi nhà Hán. Thừa tướng không biết báo ơn nước, trị an nhân dân mà cứ động việc binh đao, tàn hại sinh linh. Người nhân đức đâu có thế. Hiện nay mưa xuân đang thịnh, ông nên về mau đi. Nếu không sẽ lại có vạ xích bích nữa đó, ông nên nghĩ cho kỹ. Sau thư lại phê hai câu rằng, ông mà không chết, tôi cũng khó ngồi yên được. Tháo xem xong cười mà nói rằng, tôn trọng mưu không dối tài chăng lập tức hậu thưởng cho sứ giả, truyền lệnh rút quân về, rồi sai quan thái thú Lưu Giang là Chu Quang chấn giữ hoàn thành. Còn mình thì thu đại quân về Hứa Sương. Tôn Quyền cũng thu quân về Bạt Lăng, bàn với các tướng rằng: Tào Tháo tuy đã về Bắc, nhưng Lưu Bị còn ở Hà Manh. Sao không đem quân chống Tào đến lấy Kinh Châu nhân thể? Trương Chiêu dừng kế rằng: cho nên động bình vội Tôi có một mẹo này Khiến Lưu Bị không trở về được Kinh Châu Ấy là Tào Tháo vừa rút về Bắc Địa Tôn Quyền lại muốn đến Kinh Châu Chưa biết Trương Chiêu khiến kế ra làm sao Xem đến hồi sau thì biết